Đây là cái ngôi nhà thứ hai Thiện tới đây thăm gia đình, là ngôi nhà của chị Thị Dung. Thì mời tất cả mọi người vào trong với Thiện nha. Ở đây thì gia đình giờ đây cái ngôi nhà nhìn cũng đẹp hơn ngày trước rồi, rộng rãi hơn. Thì được chị Phượng đã giúp đỡ thêm nữa thì các cháu đây có điều kiện để đi học rồi. Mời tất cả mọi người vào trong. Đi xin gửi lại cảm ơn cha chị Phượng. Vào trong đi. Từ trong căn này. Ngồi đây đi. Sao nữa? Nhà của gia đình giờ đây thấy êm chưa? Thấy êm rồi. Vậy hả? Có còn thấy chật như hồi đó nữa không? Thoải mái hơn rồi hả? Thoải mái rồi. Thấy có màn rồi che là êm rồi nè. Rồi qua sang năm rồi có làm gì mới hơn không? Hai người. Tôi hả? Dạ. Tôi tính rất là nuôi cá. Nuôi cá để mình bắt ốc rồi ta lại ốc cho cái đất ốc cho coi người ta ăn, cho cá ta ăn cũng vậy à, phải cố gắng vượt qua khó khăn này cho nó khai ta ai người nghèo rồi khổ lắm, muốn cũng thoát nghèo phải không? Dạ dạ. Chứ để nghèo hoài thì mấy đứa nhỏ nó khổ, nó khổ. Con tên gì? Tên gì? Thấy ông Đào. Rồi chị sang năm định làm cái công việc gì? Công việc để nuôi gà, để chăm sóc cho gà. À, nuôi gà ha. Thì để qua cái đợt lạnh này rồi ở đây đặt gà đồ nuôi cho gia đình ha, cho gia đình nuôi rồi mua thức ăn rồi vô. Thì lạnh này là cũng dữ lắm, chết rồi bỏ dục xuống xong mà đi là thui nước luôn. Thui nước rồi hả? Ôi dĩ mưa dĩ. Cho nên giờ mình cũng không có nuôi được, để cho qua đợt lạnh này để mới nuôi được ha. Bởi vì mấy khuyên để qua đợt lạnh thì nuôi nó dễ hơn. Dạ yeah. Nhỏ em tôi nó nuôi dịch 200, bây giờ còn có mấy con. Chết hết. Lạnh thì đi hết trơn. Thuốc cũng chỉ khó chỉ. Mình đây còn lạnh nữa mà nói chi con gà, con vịt. Rồi mấy đứa nhỏ được nghỉ học hả con? Được nghỉ học. Được bao nghỉ bao lâu? Nhỏ này bị gì dịch cúng gì đó, người ta cho nghỉ đến tuần nữa mới chưa học. Không thôi là học hôm qua là. À nghỉ nghỉ đừng tuần ha. Ừ, bị chuyện nhiễm gì ho gì đó. Dạ. Nhiễm gì đó. Thì hôm nay cũng tới đây thay mặt chị Phượng gửi cho hai cháu đây 1 triệu. Để qua cái đợt này nó có tiền nó đi học ha. Bữa nay thứ ba phải không? Thứ hai tuần sau có tiền nó đi học rồi. Quán cha của con nè. Rồi tiền hôm trước gửi nó còn không? Còn. Còn được nhiêu? Con chỉ gửi đi đám tao dữ quá luôn. Năm nay quá mười mấy đám luôn á. Tại mình nổi tiếng rồi đó cho nên người ta mời nhiều. Không thôi là bỏ hết. Nhờ có tiền đó đi đám ta xanh quanh đây nè. Chị em bà con ta đi thành phố về đó. Ta thôi nôi cung căng ta làm gì không biết đâu. Mười thiệt nhất mà hôm qua còn đi nữa nè. Đừng nói, đừng nói. Mười quá mười mình không đi kỳ bà con gần gần đây không mà chị em ruột gì không hết. Rồi đi đừng đám đừng nhiêu tiền. Hả? Một đám đi nhiêu tiền? Đi 100 100 hả? Sao đi 200?
mình không có tiền mình đi vậy. Theo người ta, ta đi 200 nữa. Yeah. Thôi theo mình đi, đừng theo người ta, theo người ta theo không nổi đâu. Rồi gửi cho gia đình 1 triệu nha. Cảm ơn mấy tốt mấy anh này. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Thì cũng rất là mừng ngày hôm nay gia đình cũng có cuộc sống nó tương tác hơn, ấm cúng hơn. Không có còn phải vất vả như ngày trước nữa. Nhà cửa nó cũng đã rộng rãi hơn rồi, mát hơn rồi phải không? Mát hơn. Hồi đó nóng chịu đâu có nổi. Lực người ta đồng, người ta nói để mát, khỏi mặt nhó. Con gái tụi hai đứa nằm trên gạch đó. Phải ngồi nằm trên gạch đó, gạch nó mát ha. Gạch mát. Rồi chưa nắng con làm gạch, ấy gạch này mát nè. Dạ. Rồi giờ mình đi bên trong đi, đi quay bên trong một tí ha. Rồi ở nhà bên trong rồi xong rồi ở đây em cũng qua đi giúp thêm một hoàn cảnh nữa ha. Rồi đi đi mình vào bên trong. Đi luôn. Đây. Có chỗ che quần áo rồi hết trơn nè. Mở mở cửa ra coi. Mở cửa kia kìa. Cửa này luôn. Hai cửa luôn. Kính dữ ha. Ở trong nhà hai vợ chồng mà gài kính dữ à. Kiếm đứa nữa hay gì? Thôi 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 thôi. Được rồi, được rồi. Hai đứa ở đây là thấy mệt trong mình rồi. Hai đứa thấy cũng quại quá rồi. Cũng quại phải không? Quại quá. Rồi, có xe đạp rồi chạy im quá trời luôn rồi nè. Xe đạp xe cho á. Xe đạp này ai cho á? À, mấy ông Dũng. Cái này là Sơn Nguyễn Thanh Thúy. Hồi trước thì cũng ở ở đây lập danh sách đó. Để cho các em ở đây có. Con qua bản kìa. Qua bản con mới thấy. Nhỏ nhỏ này thấy lanh hơn nhỏ lớn à. Con nhỏ này không có lanh, nó khờ khờ. Vậy đó hả? Không phải khờ đâu mà tại nó ít nói thôi. Nhưng mà hai đứa này nhìn đẹp gái đó. Ừ. Tới nữa cho bên Mỹ cưới đi. Bên Mỹ đi bên Mỹ luôn. Cũng bằng mẹ rồi nè. Bằng ai? Cao bằng ai? Đi ra ngoài tao nói chị em thôi mà. Dạ, đi đi. Giao ra cửa sau anh này coi. Trời ơi. Mẹ mẹ. Thôi đi ăn trước đi, ra không được thôi. Coi cái chuồng gà gào rồi chưa? Cái chuồng gà chưa có gào nè. Gạo lưới đâu lại đây đặng mai mốt bắt gà lại nuôi. Đúng rồi, tính tính vậy là êm đó. Cái này để gạo gà con ha, rồi tới nữa nó lớn lên chút mình bung ra. Đúng rồi. Rồi nhà vệ sinh này có đi chưa? Hai người có đi trong này không? Nhớ là đi trong này nha, đừng có đi dưới sông nữa nha. Tội cái dòng sông lắm á. À, đi nè, ai cũng lại bị dơ chết rồi, những ngày cũng nhụi nước, quét dọn. Ủa, trong xóm đi luôn hả? Ừ. Ở kệ đi làm phước đi, mình đi cũng đâu có hết đâu. Biết. Rồi ai người ta đi được thì cho người ta đi luôn. À, con người ta cũng vô, nó vô, không chịu cởi giáp đâu đi, giáp thì vô. Mình dặn người ta. Ừ, hay là người xịn muốn chết rồi. Cho vô mình thấy kỳ. Mai mình sẽ dán cái bảng ở đây, để dép ở ngoài. Dạ, để dép ở ngoài, mà coi chừng không biết chữ đọc nữa. Ừ, mà nói cho vô á, quất trên, dép cũng lên luôn, đi luôn. Gì đó hả? Thoát cũng bỏ trong. Ngày nào cũng quét cũng dọn. Thôi bây giờ nói người ta đi, nói giờ tôi cho đi nhờ phải lịch sự chút xíu. Nói trong đó cũng lát gạch, con muốn chết mà không chịu cởi, bỏ dép hoài đó. Ừ. Vô hoài vậy. Bởi vậy. Thôi đóng cửa lại đi.
mà mong viết mấy cái chữ để lên trên đó kêu mấy đứa con đó. Biết sao mình ở nhà mình đi mình dễ bật cái gì mình xài, còn ở đây cũng như là ở ngoài cho ai cũng xài luôn. Dạ. Khóa lại. Nói chừng nào mà đi ra ngoài đi vô mà mai nhớ bỏ dép thì tôi mới mở khóa cho đi. Gì đó. Thôi đi mình nói người ta đi, đây cũng có mấy người thôi, nói cho người ta từ từ người ta quen à. Yeah. Chú đi nha. Rồi, bye bye. Bye bye. Bye. À đây là gia đình thứ ba Thiện tới đây thăm, thì mời tất cả mọi người cùng vào trong với Thiện nha. Đây là gia đình của chị Thị Trần Tha. Chào chị. Ngồi ngồi đi. Tết vui không? Dạ vui. Nhà mấy đứa vô dơ quá trời hả? Dạ đi vô không gì đó. Sáng lao rồi sáng tối ngày vậy đâu ha. Dạ. Tối ngày đi ra đi vô gì không nè. Mấy nhỏ được nghỉ học một tuần hả? Dạ nghỉ học hôm qua bé đi học rồi gặp cô hiệu trưởng á, đi tới cầu sắt này nè. Dạ. Thì cô hiệu trưởng nói cho các cháu nghỉ được tuần nữa. Dạ. Tại vì nghe nói bệnh gì đó rồi các thầy cô không cho bé đi học nữa. Ừ. Tết năm nay Tết vui không? Dạ vui. Một lớp thì làm đám sinh nhật cho bé. Nhỏ lớn 12 tuổi. Có sinh nhật luôn hả? Dạ, 12 tuổi làm giống này mùng 3. Sao không nghe mờ ý vậy nhỉ? Dạ anh Thiện qua sớm á, em cũng chưa đi coi ngày, chưa coi xong là tới ngày luôn à. Hôm nay số bệnh Thiện đâu mà. Hôm nay tới đây thăm gia đình, em cũng có thay mặt chị Phượng đó. Dạ. Gửi tới cho các cháu đây 1 triệu đồng ha. Để nó đi học. Mà trời xin cảm ơn cô Phượng đã giúp đỡ cho cháu chịu mà đi học nha. Dạ. Cảm ơn chị Lan Sáu. Cảm ơn chị Lan Sáu. Dạ em cảm ơn Thiện. Dạ. Rồi chị ơi, hôm nay em tới đây cũng thay mặt chị Phượng cũng có gửi tiền cho các em ở đây, các cháu đây rồi đó.
thì chị dùng cái số tiền này để cho các cháu đi học ha. Rồi đến chúc chị gia đình được năm mới được nhiều sức khỏe, rồi dán học nha con. Rồi sau này chị có gửi tiền gì giúp đỡ đó thì chú tới chú gửi cho mấy đứa có tiền đi học nha. Thì cái tiền này chị giữ, chị dùng, chị lo cho mấy đứa nè. Tại vì chị Phượng là giúp cho mấy cháu đây, hai đứa con của chị đi học là hai đứa mỗi đứa 500 ngàn một tháng ha. Rồi sau này tụi nó học nên người đó, cái tương lai nó có thì cái điều đó rất là quý, cho nên phải gắng lo cho nó ha. Dạ. Thôi em cũng xin phép về nha chị. Dạ. 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 Giờ này ăn được không? Dạ được. Rồi bye bye nha, bye bye chị nha, bye bye mấy đứa nha con. Bye bye.